Nói thế cũng không chính xác. Anh Đức cố lên, hai đệ thủ vẫn rất tốt. Tấn công. Bên đội công an thủ cũng rất lì. Vẫn lên, dã man, cổ tay như máy vậy. Còn không, không còn rồi. Bắc Ninh có hai đại diện vào bán kết cơ. Rất bền. Bom. Bom. Non rồi, vẫn thủ bình thường. Thủ rất bền từ bộ công an, cao rồi. Rất đáng tiếc, chưa thể dứt điểm. Hay quá nhỉ. Chém cầu. Cả cài lưới rất hay, cơ hội tấn công ngược lại ạ. Tiếp tục. Một pha đập cầu chém lỗi từ Đức Con. Chim của Hùng. Cổ động viên hô sung loạn. Hô thế thì đau hết giọng. Vẫn thủ được, trời ơi. Bên bộ công an phun thủ rồi. Hay quá nhờ. Bom. Không ăn thua rồi, đập chán này. Đổi công. Trong sân rất tốt. Điểm 5 đều. Điểm số 0 đều, Duy Nam giao cầu. Mọi người vào xem live, giúp Hùng chia sẻ like. Ai chia sẻ, comment đã chia sẻ, Hùng cảm ơn nhá. Phát cầu rất khó chịu từ Hưng. Một Hưng giao cầu. Anh Việt đang rất tập trung. Hưng nó phát cầu khó chịu. Hơi vội vàng. Kết. Cầu lắc lưới rất khó chịu. Khó chịu nhờ. Về cầu, vệ cổ tay Hưng nó dị thật. Anh em nào đang cổ vũ cho cặp đôi của bộ công an comment 1. Liên tục những pha tấn công từ Bắc Ninh, ăn không? Vẫn còn, bộ công an thủ khá dài. Cổ vũ cho Hùng đúng không? Hay. Cầu không qua lưới. Đường cầu này em thử đổi góc một chút xem nó có đỡ hơn không. Thủ rất hay. Quá hay. Hơi gắt. Đang bị thế mọi người ạ. Mọi người ơi, ok hơn chưa ạ? Đỡ lóa hơn chưa ạ? Vẫn thủ được. Không thủ được rồi, bên kia giác. Chứ Tú Huy không đánh nha bạn ơi. Tối nay Đình Hoàng gặp Tiền Tuấn hay lắm ạ. Ok. Ép nhanh thật. Tuấn Anh trận sau ạ. Thủ lì quá nhỉ. 1, 2, 3, xin chào anh Bonsai Long Duyến đã chia sẻ. Cảm ơn, tuyệt vời quá. Đội bộ công an mà không công thì không có cơ hội thắng luôn. Cứ để bọn nó ép.
không chịu được. Duy Nam đập hay thật. Thủ rất hay. Ok, chào thằng em Tú Ngô. Nhanh chóng tái xuất giang hồ để anh được live stream thằng em đánh nào. Nhiều anh em Bắc Ninh cổ vũ quá. Hưng Đức bọn nó đánh lắt léo khó chịu thật. Cao quá nhờ. Đó là một pha đi anh, ok. Sao một tẹo nha. Hay góc này hơn thì mọi người cho ông biết nha. Cái này mất ít góc nhưng mà ổn rồi đó anh, cảm ơn Việt Dung. Ok, thắng quá hay, cảm ơn em Hùng. Hưng Đức sung quá. Hay quá nhở, vẫn lên kìa. Ua. Nói chung mỗi người một ý kiến. Nhưng theo Hùng thì gần hơn một chút thì xem cảm giác nó vẫn thật, vẫn sướng hơn. Công an nhân dân mạnh quá em. Đang bị dẫn đây anh ơi. Cổ tay quá trâu. Cầu ngoài sân. Em tính góc này là cũng ok đấy nhở. Cơ hội kết thúc trận đấu. Phòng Lào khó chịu nhỉ. Rồi, rất tốt. 21-15 chiến thắng trong set đấu thứ nhất. Tiếp tục thế nào. Tối 7 giờ đánh chung kết nhé chị Phương Thảo. Cảm ơn đã chia sẻ. Đang bán kết đúng rồi ạ. Nhưng cổ tay quá khỏe, hay quá. Vẫn lên, tuyệt vời. Đấy, set 2 đảm bảo hay hơn mà. Hello mọi người, lại ủng hộ Hùng bằng một cái chia sẻ hoặc tăng bạn nó xem được không? Hay như này xem một mình buồn lắm. Wow, ơi gắt.
Ok mọi người, Hùng đang quay lại trận đôi nam lúc này, lứa tuổi 41-45 ấy. Set thứ 2, Bắc Giang ăn lại 26-24 và đang quay set 3 lại cho anh em nha. Xem lại trên kênh YouTube Support Hùng Badminton sau nha mọi người. Về Bộ Công an, Bộ Công an thắng set 2 đi anh em, mình xem set 3 nha. Ai không biết có phải Phương Thúy không, chắc là thế. Đang xin nghỉ bởi vì Đình Hoàng hôm nay vừa đánh đơn xong. Ngoài... anh chưa, anh quay hết. Đến Hùng làm sao để có nhiều người xem hơn bây giờ. Bay thì chuẩn nhưng mà nó lì nữa. Anh không thấy đánh mãi thì chết rồi. Mì thì trận đầu Bắc Ninh nhiệt quá, trận hai hết. Bây giờ họ cũng sung lắm, bon rồi. Bom. Hưng nó đánh cổ tay tốt. Bật rất cao, trắng đôi trắng. Hay thế nhở. Thì lưới rất chủ động nhở. Vẫn thủ được nhở, hay quá. Dã man. Dã man thật. Ok, Tú Nguyễn cảm ơn đã chia sẻ. Bỏ cầu rất tự tin, Bộ Ninh rồi. Mắc thủ. Cầu tốt. Đối cầu Nga. Cầu lỗi từ chim của Hùng. Cổ động viên hô sung loạn, hô thế thì báo hết giọng, vẫn thủ được, trời ơi. Bên Bộ Công an phun thủ rồi. Hay quá nhờ. Bom. Không ăn thua rồi, đập chán này. Đổi công. Trong sân rất tốt. Điểm 5 đều. Xếp sau 26-24 rồi. Không biết xét còn lại như nào nữa. Quá Thảo, Phương Thảo giúp Hùng chia sẻ live stream thì toàn thấy khen mà chả thấy giúp chia sẻ gì. Không biết mới phải xem đánh cho hai anh. Ok, đó một pha đập cầu gian biên rất hay từ Đức Con. Chào anh Quốc Thái, cảm ơn đã chia sẻ. Bình tĩnh thôi Hưng Đức. Chị Nguyễn My xem live stream mãi mà chả thấy chia sẻ cho em gì cả. Như đập đóm là như nào anh Du Hai, em không biết, cảm ơn đã giúp chia sẻ nha. Bán kết đấy mọi người. Rất đáng tiếc, một tình huống tưởng như đã ăn điểm nhưng anh Cố Việt lại đánh ra ngoài mất rồi. Chắc để chế độ bạn bè em ạ, chung kết khi nào đánh bạn. Cầu tốt, 11-7 cho Bắc Ninh. Vội rồi, 8-11. Bắc Ninh có hai đại diện vào bán kết cơ. Rất bền. Bom. Bom. Non rồi, vẫn thủ bình thường. Thủ rất bền từ Bộ Công an, cao rồi. Rất đáng tiếc, chưa thể dứt điểm. Hay quá nhỉ. Chém cầu.
Cả cài lưới rất hay, cơ hội tấn công ngược lại ạ. Tiếp tục. Một pha đập cầu chém lôi từ Đức Con. Ui hay quá. Công an phòng ba trọng tài suốt nhờ. Các chú 41, 40 kia vẫn căng đét mọi người ạ. Vẫn chưa xong mà, các chú đánh còn dai hơn thanh niên. Nói thế cũng không chính xác. Hưng Đức cố lên, hai đệ thủ vẫn rất tốt. Tấn công. Bên đội công an thủ cũng rất lì. Vẫn lên, dã man, cổ tay như máy vậy. Còn không, không còn rồi. Ơn Du Hà quá hay anh ạ. Du Hà rất nhiệt tình chia sẻ Du Hồ. Đập quả sợ nhờ. Cầu trong sân. Đội điểm rút ngắn 11-15 cho bộ công an. Sơn La vào chung kết hai đôi rồi chị ơi. Không biết là hai hay ba đôi vào rồi ạ. Sơn La mạnh quá, lứa tuổi trên quá mạnh. Thêm một điểm nữa cho bộ công an 12-15. Vã. Bây giờ Duy Nam vã lại vẫn còn, thủ hay quá nhỉ. Ngoài sân. Ok anh, tiền bún vẫn còn anh ơi. Trận bán kết 2 chưa xong, chưa đánh. Cầu ngoài. Phát này thì bỏ cầu chuẩn rồi, 17-13. Ok chị Nguyễn My. Bắc Ninh vô địch. Tiến Vượng cảm ơn đã chia sẻ. Bắc Ninh tiếp theo sắp diễn ra rồi ạ. Trận đấu giữa Công Hải và Đình Hoàng của Đồng Nai. Đối đầu Tuấn Anh và Đình Tuấn của Bắc Ninh. Trận đấu thứ 3. Anh Việt vẫn rất bền, vẫn bền. Không còn rồi, rất cố gắng. Thank you.